Xin chào các thầy cô, tôi tên là Hồng. Rất vui khi được gặp lại các thầy cô trong clip chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh của tôi. Tôi hy vọng cũng sẽ được học hỏi thêm từ các thầy cô để giờ dạy tiếng Anh của chúng ta ngày một hoàn thiện và hiệu quả hơn. Như đã chia sẻ trong clip giới thiệu bộ sách Storyland dành cho học sinh khối trung học cơ sở, phương châm giảng dạy của tôi đó chính là tạo hứng thú cho học sinh để học sinh có thể tiếp cận được nội dung kiến thức một cách nhẹ nhàng mà vẫn giúp học sinh rèn luyện thêm các kỹ năng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Và bộ sách Storyland chính là chiếc chìa khóa giúp tôi vừa đảm bảo dạy được kiến thức theo phân phối chương trình mà vẫn có thể có gì đó mới mẻ để tạo hứng khởi cho học sinh. Trong clip này, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các thầy cô về kinh nghiệm áp dụng bộ sách Storyland này song song với bộ sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo như thế nào. Từ lúc triển khai bộ sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một vấn đề mà tôi thấy đa số thầy cô gặp phải đó chính là lượng kiến thức cần truyền tải nhiều từ nội dung, từ vựng, ngữ pháp đến kỹ năng. Trong khi chúng ta chỉ có 45 phút cho một tiết dạy, cho nên học sinh có xu thế chỉ mong cho xong giờ học, chứ ít còn thấy hứng thú khám phá thêm điều gì mới. Vì vậy, bộ sách Storyland đã làm được một điều rất hữu ích, đó chính là trên nền tảng các chủ đề giống với sách giáo khoa thì đã đưa vào các bài đọc mới với từ vựng mới, kiến thức xã hội cần thiết cho học sinh, trong khi vẫn giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng khác, không chỉ kỹ năng đọc bằng các bài tập đa dạng. Có hai cách áp dụng bộ sách Storyland này. Thứ nhất, giáo viên có thể lựa chọn nội dung bài tập của bộ Storyland để tích hợp vào bài giảng trên lớp, vừa củng cố thêm cho học sinh, vừa làm đa dạng cho bài giảng sách giáo khoa của mình. Thứ hai, giáo viên sử dụng bộ Storyland như một bộ tài liệu học trong các tiết ôn tập tăng cường để củng cố thêm kiến thức. Bản thân tôi đã áp dụng cả hai cách này cùng một lúc, tùy theo từng bài một. Có bài tôi đưa Storyland vào phần Further Practice của tiết học sau khi hết nội dung sách giáo khoa. Nhưng cũng có bài tôi để học sinh làm trọn vẹn trong một tiết ôn tập. Điều này mang lại sự thay đổi cho học sinh và tôi nhận thấy học sinh thực sự hứng thú hơn trong giờ học. Nếu áp dụng theo cách thứ hai, tức là dạy Storyland trong các tiết ôn tập, theo quan điểm của cá nhân tôi thì cách này khá đơn giản khi chúng ta chỉ cần đi tuần tự theo các hoạt động trước, trong và sau khi đọc của bộ sách là đã rất trọn vẹn rồi. Vấn đề chỉ là các thầy cô có thể sắp xếp được khung giờ cho tiết ôn tập mà thôi. Tuy nhiên, thực tế theo phân phối chương trình của sách giáo khoa mới thì chúng ta không có nhiều tiết ôn tập nên phần chia sẻ sau đây của tôi sẽ theo cách thứ nhất, đó chính là tích hợp bộ Storyland vào bài giảng sách giáo khoa trên lớp của mình. Nhìn chung, tôi thường chia một unit trong bộ sách Storyland thành hai phần. Phần thứ nhất, các câu hỏi Talk About It, Read to Find Out, Connection, Read to Write. Phần này tôi thường đưa vào tiết học Communication của mỗi unit trong sách giáo khoa. Và phần thứ hai, với các hoạt động từ Activity 1 đến Activity 5 thường được tích hợp vào các tiết học Looking Back and Project. Ví dụ như khi tôi dạy bài Unit 6, Our TED Holiday của sách giáo khoa tiếng Anh 6 mới, sau khi hoàn thành các nội dung ở bài Communication trong sách giáo khoa, tôi sẽ dẫn dắt học sinh vào bài đọc tương ứng Unit 6 của Storyland dành cho học sinh khối lớp 6 để học sinh có thể hoàn thành các câu hỏi Talk About It, Read to Find Out, Connection and Read to Write. Cũng là chủ đề về kỳ nghỉ Tết giống như sách giáo khoa, nhưng ở Storyland đã đưa đến một bài đọc với nội dung rất ý nghĩa và khơi gợi trí tò mò của học sinh ngay từ khi đọc tiêu đề, đó là How to Give a Priceless Present. Làm thế nào để tặng một món quà vô giá, cùng câu chuyện rất giản dị mà gần gũi giữa hai bạn nhỏ với mong muốn làm một món quà ý nghĩa tặng những người thân yêu của mình. Các câu hỏi trước, trong và sau khi đọc dẫn dắt học sinh một cách nhẹ nhàng, không đau to búa lớn. Ví dụ ở phần câu hỏi Talk About It, What present would you like for Tết? Bạn muốn được tặng một món quà gì trong dịp Tết? Một câu hỏi rất đơn giản nhưng sẽ giúp học sinh động não những từ vựng liên quan, kết nối với kinh nghiệm thực tế của học sinh để trả lời. Và tiếp theo đó sẽ là phần câu hỏi Read to Find Out, What is the priceless present? Một món quà vô giá là món quà gì? Ở đây học sinh sẽ cần phải tiếp tục suy nghĩ và hiểu được hơn mục đích cho việc nghe và đọc. Đến với câu hỏi Connection, What would you buy for your parents for TED holiday if you were a zillionaire? Bạn sẽ mua gì cho bố mẹ mình vào dịp Tết nếu bạn rất giàu có?
Ở phần này, học sinh sẽ có cơ hội để tưởng tượng và thảo luận đưa ra câu trả lời. Đến với phần câu hỏi Read to Write. Imagine you are making a collage for your friend. Write some explanations like Ollie did. Hãy tưởng tượng bạn đang cắt dán giấy hoặc ảnh để tặng cho bạn của mình. Viết một vài lời giải thích giống như bạn Ollie đã làm. Như vậy, đến phần này, sau khi đọc hiểu nội dung của bài đọc thì học sinh sẽ có cơ hội để tưởng tượng và viết một điều tương tự để áp dụng vào thực tế. Sau khi học sinh đã học xong phần 1 của Unit 6 trong Storyland lớp 6 ở tiết học Communication trên lớp thì học sinh đã nắm được khá chi tiết nội dung bài đọc. Cho đến tiết học Looking Back and Project, tôi sẽ sắp xếp hoàn thành các nội dung bài tập của Looking Back trong sách giáo khoa trước, rồi sẽ lồng ghép phần 2 của bài Unit 6 trong Storyland từ Activity 1 cho đến Activity 5 để học sinh có thể hoàn thành, tương ứng cũng giúp học sinh vừa củng cố bài học vừa tiếp cận được thêm những điều mới mẻ và hữu ích. Cụ thể, ở Activity 1, Understand the Setting, Activity 2, Visualize, Activity 3, Explore Vocabulary, Activity 5, Stop and Check. 4 activity này sẽ giúp học sinh hiểu chi tiết thêm bài đọc, đồng thời mở rộng vốn từ vựng cho học sinh. Và hoạt động activity 4, Listen and Record, sẽ giúp học sinh ôn lại hai âm đã được học ở bài A Closer Look 1, đó chính là S and Sh. Đồng thời, khi đã hiểu chi tiết bài đọc này, sẽ giúp học sinh có thêm ý tưởng để làm phần project của tiết học. Đó chính là viết thư về 3 ước mơ bạn muốn có trong dịp năm mới. Tương tự khi tôi dạy sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 với bài Unit 5 Vietnamese Food and Drink. Sau khi hoàn thành các nội dung ở bài Communication trong sách giáo khoa, tôi sẽ dẫn dắt học sinh vào bài đọc tương ứng Unit 5 của Storyland dành cho lớp 7 để học sinh có thể hoàn thành các câu hỏi Talk about it, read to find out, connection và read to write. Storyland đã đưa đến cho học sinh một bài đọc mà chắc chắn học sinh rất hứng thú vì đây là một món ăn rất được ưa thích, Patriotic Pizza, món pizza yêu nước, một tiêu đề cũng đủ kích thích trí tò mò của học sinh. Sao lại là một món pizza yêu nước nhỉ? Các câu hỏi trước, trong và sau khi đọc trong bài học tương ứng của cuốn Storyland sẽ dẫn dắt học sinh, giúp học sinh vận dụng hiểu biết của mình, vừa khơi gợi những nội dung mới của bài đọc một cách nhẹ nhàng. Ví dụ ở câu hỏi Talk about it. Pizza is very popular in Italy. What food is popular in Vietnam? What is your favorite Vietnamese food? Các câu hỏi rất đơn giản nhưng sẽ giúp học sinh động não những từ vựng liên quan để kết nối với kinh nghiệm thực tế của mình khi trả lời. Và đến với phần câu hỏi Read to find out. Why did workers in Italy like pizza? Với câu hỏi này sẽ đưa ra mục đích cho việc nghe và đọc để định hướng học sinh. Và đến phần connection, what Vietnamese food would you introduce to workers in Naples? Câu hỏi này sẽ giúp học sinh tưởng tượng và thảo luận để đi đến câu trả lời. Và ở phần read to write, imagine you are the pizza maker. Rafael Esposito, after making the pizza for the queen, you write a letter to your friend to tell about it. What did you put in? How did the queen like it? Would you like to make more pizzas like that? Sau khi đọc toàn bộ bài đọc, học sinh đã có những hiểu biết chung về nội dung của câu chuyện rồi, thì học sinh sẽ cần tưởng tượng và viết ra để trả lời cho câu hỏi mang tính rất thực tế này. Sau khi học xong phần 1 của Unit 5 trong Storyland lớp 7 ở tiết học Communication trên lớp, học sinh đã nắm được khá chi tiết nội dung của bài đọc, thì đến tiết học Looking Back and Project, tôi sẽ sắp xếp hoàn thành các nội dung bài tập Looking Back trong sách giáo khoa trước, rồi sẽ lồng ghép phần 2 của bài Unit 5 trong cuốn Storyland vào từ Activity 1 cho đến Activity 5 để học sinh có thể hoàn thành, tương ứng cũng giúp học sinh vừa củng cố bài học, vừa tiếp cận được thêm những điều mới mẻ, hữu ích, tự rút ra cho mình thêm những bài học trong giao tiếp xã hội cần thiết. Cụ thể, ở Activity 1, Reread to understand details, Activity 2, Sequence, Activity 3, Explore vocabulary, và Activity 5, Stop and check.
4 activities này sẽ giúp học sinh hiểu chi tiết thêm về bài đọc và mở rộng vốn từ vựng. Và ở activity số 4, listen and record, học sinh sẽ có cơ hội để ôn lại hai âm đã được học ở bài A Closer Look 1, đó chính là âm O và O, mà chúng ta vẫn có thể gọi ngắn gọn cho học sinh đó là âm O dài và O ngắn. Đồng thời, khi đã hiểu chi tiết bài đọc này, sẽ giúp học sinh có thêm ý tưởng để làm phần project của tiết học. Đó là yêu cầu trình bày công thức nấu của một món ăn yêu thích vào cuốn sách nấu ăn của lớp. Học sinh có thể ứng dụng sơ đồ tư duy ở activity số 1 và các bước nấu món pizza ở activity số 2 để hoàn thành bài tập trên lớp một cách dễ dàng. Tóm lại, trong video ngày hôm nay, tôi đã chia sẻ kinh nghiệm áp dụng bộ sách Storyland này song song với bộ sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo như thế nào với hai cách. Thứ nhất, đó chính là tích hợp vào bài giảng trên lớp. Và thứ hai, chúng ta có thể sử dụng các bài học trong Storyland như một bài luyện tập trong tiết ôn tập của mình. Các thầy cô có thể áp dụng tùy theo tình hình giảng dạy thực tế ở lớp của mình. Tôi chắc chắn rằng các thầy cô cũng sẽ nhận được sự hào hứng sôi nổi của học sinh khi áp dụng bộ sách này. Chúc các thầy cô sẽ có những giờ dạy thật nhiều niềm vui và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại!